Các bạn, nên mình sẽ giới thiệu clip phích lỗi mất sóng trên LG G6 Spring mã là LS993. Cái máy này sau khi cài đặt gốc lại thì mất sóng. LS993. Số máy vẫn còn đầy đủ nhưng không thể nào chọn mạng được. Mạng di động bị ẩn. Báo không có dịch vụ. Và sau đây mình sẽ vứt nó. Sau đây mình đã vứt xong rồi, nhưng mình giờ mình test cho các bạn coi ha. Sóng đã có, thử nghe gọi 900. Ok. Có thể chọn mạng di động ok. Bật 3G ok. Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ địa chỉ này nhé. Cảm ơn các bạn.